trường cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ, tiền thân là lớp kỹ thuật viên xét nghiệm trung học tại Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương, được thành lập năm 1965. Trải qua 58 năm thành lập và không ngừng phát triển với hàng ngàn lớp sinh viên ra trường, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục y tế của Việt Nam, trở thành một trong những trường cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế về đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm, điều dưỡng cho các cơ sở y tế nước nhà. Các thế hệ sinh viên do trường đào tạo đã và đang giữ các vai trò quan trọng tại các bệnh viện lớn, bệnh viện địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn mới nhất, cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập thực hành. Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ là đơn vị công lập thuộc Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương. Đây là một đơn vị có bề dày lịch sử về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế với 58 năm kinh nghiệm. Rất nhiều học sinh ở trường này đã trưởng thành làm việc tại các bệnh viện lớn, các viện lớn của Hà Nội và các trong cả nước. Đến với trường Cao đẳng Đặng Văn Ngữ, các bạn được đào tạo ở một cái môi trường và có một cái đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm là những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cán bộ đại học làm việc thuộc Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương với 65 năm kinh nghiệm trưởng thành. Thứ hai là các bạn được thực tập, thực hành tại các bệnh viện lớn của Hà Nội. Thứ ba là khi ra trường thì các bạn có cơ hội được làm việc tại nhiều bệnh viện lớn. Các thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước đang làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và rất nhiều cái bệnh viện lớn khác. Chúng tôi cam kết sẽ tạo một cái môi trường đào tạo có chất lượng và các bạn ở đây có ký túc xá, học sinh, có sân đá bóng và cả cái môi trường để học tập và rèn luyện cũng như là tham gia các hoạt động văn thể mỹ. Chào cô, như hôm nay cô và em đến trường mình thì cô thấy trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ thì cảm nhận của cô như thế nào? Bản thân tôi thì cũng đang công tác ở trong ngành y tế và tôi cũng đã tham khảo các trang web và tôi cũng đã hỏi ý kiến bạn bè đồng nghiệp thì tôi đều nhận được một cái lời khuyên là nên cho cháu vào học ở trường công lập vì hai lý do. Thứ nhất là trường công lập thì học phí thấp hơn so với học phí ở các cái trường ngoài công lập, và thứ hai là chất lượng đào tạo thì khỏi phải bàn cãi bởi vì nhà trường đã có gần 60 năm kinh nghiệm, có bề dày đào tạo học sinh chất lượng cao. Và tôi cũng đã dẫn cháu, hỏi ý kiến cháu và dẫn cháu đi tham quan ở trường và về nhà thì cháu rất là thích và cũng muốn được vào nhà trường học. Và bây giờ thì để cho các cháu tự quyết định chứ bố mẹ thì không quyết định được. Hình thức tuyển sinh của nhà trường năm 2023 là xét tuyển học bạ trung học phổ thông 500 chỉ tiêu với hai mã ngành: kỹ thuật viên xét nghiệm y học, điều dưỡng. Học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website của nhà trường https://itdvn.edu.vn hoặc gửi hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng đào tạo trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, số 36 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hotline 0903 060 268. Khi theo học tại trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, các em có những ưu thế so với các trường khác như sau. Thứ nhất là trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ trực thuộc Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương, được đào tạo theo mô hình viện trường với truyền thống 58 năm đào tạo nhân lực cho ngành y tế. Thứ hai, trường thuộc hệ thống công lập, học phí thấp, các khoản thu theo quy định của nhà nước. Thứ ba, trường có cơ sở vật chất tốt, có trang thiết bị học tập, giảng dạy đạt chuẩn, có ký túc xá cho các em ở trong khuôn viên của nhà trường. Thứ tư, học sinh được đào tạo bởi các giáo sư, các nhà giáo ưu tú, có nhiều kinh nghiệm tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu. Học sinh học tại trường được thực tập tại các bệnh viện công lập lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 198 Bộ Công an, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Ngoài ra,
các em sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm đúng ngành nghề hoặc là có nhu cầu đi lao động nước ngoài. Cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ.